Hai, chào tất cả mọi người. Thì hôm nay Cường tiếp tục đi thăm lờ với vài cái cạm các bạn. Thì ông gài mình đã giờ mấy cái luồng bẫy ở mấy cái clip trước các bạn. Thì mình giờ mình đặt ở cái luồng mới ở đây. Đó các bạn thấy không? Mới xuống điểm mới luôn. Thì cũng có 7 cái lờ với 3 cái cạm rồi các bạn ơi. Đó, thì hôm nay tăng cường thêm 3 cái lờ nữa nè. Vừa vô thăm mà vừa đặt thêm luôn. Đó, công đôi chuyện đó các bạn. Rồi, mời tất cả các bạn cùng theo chân Cường thăm bẫy luôn nha. Như đầu tiên là mình đụng cái cạm nè, với cái lờ đầu tiên điểm mới, mới giờ mới xuống luôn, không biết có thành quả, không biết có cái quần tà lõn gì không. Hy vọng nay có dính con gì đó để chia sẻ mọi người cùng xem nha, để coi nó dính nó chạy không rồi mình mới tăng cường xuống bảy đêm nha các bạn, chứ không phải là muốn xuống giờ nào xuống nha. Có chỗ im không? À, mấy anh tặc anh vô anh lấy hết nữa không chừng nữa, cho nên cứ từ từ. Như đây có cái cạm nè, có không? Không phải, không có, mới đặt anh chưa nhớ. Ông vừa vẽ nó bay kìa, đâu đây có cái ổ nè, hai bà con bay kìa, thấy không? Gần đây có ổ rồi, tàu ô nguyên con cua đất luôn. Vút kèo. Ông nào vậy? Mới có một đêm một. Có gãy chân gãy giò vậy không? Làm gì cũng gãy. Con chim cỡ này mà vô đây làm gì cũng gãy. Trời ơi, con cua đất nó mập, nó bự. Các bạn ô, nó đã. Một em bự ghê luôn các bạn. Thịt cua là số 1 trong các loại thịt chim nha các bạn. Nó ngon lắm. Một con như vậy là như là 7-8 ngàn một con á. Các bạn mà lấy nó ra mà nướng mà gọi là không nêm gia vị nha. Ta nói nó ngon lắm. Ui tuyệt vời luôn các bạn. À thịt của nó thế, thịt của nó vừa thơm mà vừa ngọt lắm nha. Không cần nêm gia vị cho hết, chỉ nướng mọi nướng không vậy đó. Để thưởng thức cái thịt thiệt của nó nha các bạn. Đây cu đất hay cu ngói không biết nữa. Thôi không gành về cu đâu. Cu bự cu nhỏ gì kệ nó. Dính là vui vậy. Thấy không? Có 3 cái cạm thôi. Cái cạm đầu tiên vô con cua rồi nè. Đó. Tăng 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 tăng. Cua là cua. Tuyệt vời. Bây giờ mình sẽ cho nó vô cái túi các bạn. Đó này là cây sậy nè các bạn. Cái lờ này của ông anh ở dưới Hậu Giang bán là tên là anh Bảy. Đó các bạn nào cần thì có gì Cường sẽ gửi số điện thoại mua lờ nha. Lờ cải tiến nè, làm bằng dành nhựa nha các bạn. Nó dành nhựa rồi lần sau cải tiến hơn nữa là giữa có khung rất là bằng nhựa luôn mà khung nhựa tròn lại chất lượng hơn nữa thì ở Hậu Giang tên là anh Bảy á. Rồi có gì nếu mà các bạn cần mua thì Cường sẽ để số điện thoại giới thiệu cái shop đó bán nha các bạn. Này ảnh tài trợ cho mình luôn á, vừa tài trợ mà còn chặt sậy tặng nữa nè, không có gì bằng cái sự nhiệt tình các bạn. Bây giờ để cu vô đây mà được. Nó nhiều quá. Hồi bay mất con cù luôn. À, ở đây dính con cù. Chắc là thằng kia dính con chim quá. Cục đỡ thôi bạn ơi. Cù này nó cũng khó ra lắm. Rồi đi tiếp luôn các bạn. Biết qua cái lợi chưa nữa trời. Lâu nó nhảm. Nó sao? Cái lờ không? Qua cái lờ chưa? Ê qua cái lờ các bạn, cái lờ đằng kia kìa. Vậy là mình đi hút. Chặt con cu nó vỗ cánh kìa bạch bạch. Nó bị hút luôn. Trời cái lờ này gắt rồi. Mình đặt cho có nè. Cho có mà coi nào dính luôn không? Trời ơi mũi gì con nào mấy cành cạnh đang thôi lùi. Nó bay. Rồi vô một con cua chà bá lửa luôn. Cua đồng các bạn ơi. Rồi xong. Nè các bạn thấy không? Mỗi lần mà có cua vô là nó gì nè. Banh cái lờ luôn. Ui thua luôn. Lấy hai cây là các bạn ơi. Với cái chai là nữa. Rồi dục. Cua này mình cũng xử luôn. Phá hại một con như vậy là nè, bên đây gách con lỗ nữa nè, cái là cái hôm nè,
Trời ơi, hai hôm luôn. Chỉ còn con cá nào nữa, chỉ cá có vô nữa các bạn, nhưng mà nó ra hết rồi. Là một con cua mà nó làm hại cái là 35k của tôi nè. Về cho trồn nó ăn các bạn, nó có canxi. Đó, tờ bỏ rồi đó. Thế là mắc cái lời rồi đó. Hello, tôi xin trân trọng thông báo quảng cáo một cái video để duy trì tài trợ cho kênh. Thì anh em thích thì chơi, không thích thì chơi. Anh em có thể tải về QH88 ở đây. Cường đã tải rồi. Thì chơi cũng rất là hấp dẫn và ok nha anh em. Thì trong đây có đá banh, chọi gà và bắn cá. Khi rảnh rỗi Cường rất thích là bắn cá luôn nha các bạn. Thì đầu tiên các bạn tải về thì đăng ký, nó sẽ được tặng 88k các bạn. Cường rất thích cái game này ở chỗ là khi mình nạp rút tiền rất là nhanh chóng luôn. Rồi, anh em có thể tải ở trên Google QH88 hoặc có thể theo đường link Cường ghi bên dưới video thì anh em có thể tải về chơi nha. Tiếp tục luôn. Điểm mới xuống 7 nên chưa nhớ lắm. Đây, Cường có thủ cái chai hôm qua bỏ nè. Đó, trời ơi, ý chán vậy. Kìa cái cảm các bạn. Đã nói rồi không, dính cu xong dính chim nè. Nè, cái lỗ cạm nè các bạn thấy không, bay bàn luôn nè. Nè, nguyên con bìm bịp già bự ghê luôn các bạn. Con này nó bự lắm nha. Lại một con nữa, chui cha nhạy dữ vậy. Mới có ba cái à, hai con rồi. Quá bự các bạn ơi. Bìm bẹt này mình hầm với thuốc bắc là ăn trị thở van tim nha các bạn. Rất tốt nha. Nên thuốc lắm á. Đây. Hồi nãy là một con cu, bây giờ con bẹt nữa các bạn. Ý lộn, là còn một con chim, chim bìm bẹt. Rồi mặt ghê, cắn mắt đỏ dữ ha. À, chứng tỏ bỏ vỏ nè, mắt đỏ là chứng tỏ bỏ vỏ luôn đó nha các bạn. Hai con mệt, vừa đang cuột mà mũi cắn cái mặt và không đập được luôn, tức thì chớ. Nè, đập xong rồi nè, mũi đen mũi gừng. Rồi mấy cái bẫy này Cường rút ra đặt lại các bạn, mệt nữa đây. Tôi đặt tôi đón hương nó về, nó lên cái bụi cây này. Thì mới xuống bẫy nó vậy đó các bạn, dính linh tinh chuột chim bình biệt dính gì đó. Rồi từ từ mới tới con hương trả lời nha các bạn. Ý, một em cá lóc nhỏ các bạn ơi, đây nè. Đó, thôi để lại luôn. Từ từ. Ý dạ. Tiếp tục luôn các bạn ơi. Đi qua đây, tới cái cạm. Đây có đặc kiến của người ta nè, mà người ta bỏ. Trời ơi, mũi người ta nó cắn là đập một phát là một con, một phát là một con. Kinh thiệt. Rồi đây cái cạm không sập nữa các bạn. Quá ngon luôn, đây nè. Đây. Ừ, cái cây có vu này nó đâm ngay đây hoài. Lôi bàn à. Rồi, đi tiếp. Có cái lợn nằm ở đâu đây, không nhớ nổi.
có ba cái cạm đó mà sập hết hai cái, hai con chim rồi. Đây, đây cái lò này. Dính không, dính không. Này dây mây không các bạn? Dây mây gần đó. Nó dài lắm. Nhưng mà dưới đây nó sâu lắm nè. Dính thôi. Trời ơi, không dính luôn. Có gách không mà không dính gì ông nội cô dâu. Trời ơi, gách nữa. Ui. Mới có con đêm gách rồi. Nè. Một lỗ nè các bạn thấy không? Nè cái tay cường nè. Trời ơi. Gì mà đặt gì nữa. Bởi vì cường làm biến đặt lờ chỗ này nè các bạn. Cái lờ thì nó nhạy thiệt. Nhưng mà nó dễ gách lắm. Cái hôm á, cua kẹp. Rồi, để chút ra thai các bạn, lôi lên. Để chút thai. À dạ. À. Để luôn đi. Có 7 cái lờ mà còn bị gách nữa. Ừ, bữa cái lợp ông đặt ở đây. Cái này ông cuốn nè. Có một ông đặt chung ở đây nè. Nghe tiếng sạc sạc kìa trống nè. Có người ở gì ta. Rồi, cái lời quẩn quá trời quẩn kìa. Quá trời rồi kìa. Nè. Cái gì mà giỡn cái này dữ vậy trời. Có con gì nó giỡn trong tay dữ lắm nè. Ừ, cua một lờ luôn. Ông nội. Hàng chi thấy nó quẩn ngoài quá trời. Đây nè. Ôi trời ơi, cả ký cua. Trời ơi, cái này mà thăm trễ một cái banh cái lờ nữa rồi. Cả ký cua đồng các bạn. Nè, nó nhiều nè. Ôi trời ơi, tưởng đâu cá dữ lắm rồi, vô quằn lờ luôn rồi. Cua đồng không. Rồi bắt mày về nấu canh luôn. Càng bự thì luộc cho cua tẹo nó ăn. Ôi ơi trời, lời cá mà nó vô cua đồng nè. Lại có nồi canh cua đồng. Cua đồng ăn nên thuốc lắm nha các bạn. Chị ho, chị cái này các kiểu, chị canxi bồi bổ cơ thể lắm á. Nên thuốc, nói chung là cua đồng nên thuốc nha các bạn. Mình biết gì mình nói cái đó thôi. Nó không nên thuốc kệ nó. Mệt quá. Để Cường bắt mấy con cua này ra nha các bạn. Tiếp tục. Ở đây cái lời. Ở dưới kinh đó cái lời nữa. Đừng có nói là cua đồng nữa nha. À da, nước sâu cái gì. Trời ơi. Tại vì tại nó cũng hai con cua nữa nè tàu. Cua này chết rồi. Cua càng bự mà chết uổng vậy ta. Vậy đó mà vẫn vô được hai con rồi. Cắn lủng cái lờ nữa rồi. Đây. Trời ơi. Lủng cái lờ nè các bạn. Cũng chà bá luôn nè. Ngon gì đặt hết lời này nghỉ quá mà là biến quá nè. Lũng chà bá nè, thấy không nè, cái tay cường nè, cua thiệt luôn trời. Cua là lời cỡ nào cỡ cũng kẹp được hết á. Lời xịn hay lời giảm thì cũng không biết, vô gọi là kẹp hết. Trời ơi, bây giờ chưa được con cá nào hết. Cái cây ngang kinh này mà đánh cái thòng trồng hương thầy luôn nha các bạn.
Cái gì đây? Lên coi, dướng cái gì vậy ông nội? Không dính gì luôn, hôm cũng không gách luôn. Rồi, nói không gách nè, gách nữa. Một lỗ bành trướng nữa nè. À, nhìn như vậy mới dễ nè. Các bạn thấy không? Trời ơi, gách nữa. Mỗi cái mỗi gách luôn. Thua luôn. Trời, nó gách gì, cái uổng, cái lợi ghê trời. Nè. Một lỗ bành trướng. Lờ nào cũng gách nha các bạn. Rồi, tiếp trước một cái nữa hả? Hết lờ luôn. Ừ, mới có hai hôm đi thăm mà lại gách 4-5 cái rồi mà cái dính cua nhiều thì lại không gách. Mà thiệt còn cái lợi là... đâu ta một phút nào quên vào đây. Im đềm quá. Không dính gì luôn các bạn ơi. Hôm còn ấy thinh. Ở đây cạn quá không dính rồi. Vô coi cái lồng. Đường em sóc đất các bạn. Tuyệt vời, tuyệt vời. Trời ơi, sóc đất bự dữ vậy. Ủa, dây nhỏ không? Chuối trong đây bao la nè, ăn loài bán họng luôn. Ôi, con sóc đất nó bự. Con này bự lắm nha các bạn. Hơn 3 lạng á. Đó. Đã chưa, đã chưa. Lần đầu tiên Cường mới dính sóc đất nha các bạn. Chứ lúc trước toàn dính sóc bông không à. Đây, sóc đất nè. Con này 3 lạng á. Về nuôi chơi coi. Ôi, bự ghê luôn các bạn ơi. Con này bự. Con này 3 lạng chắc rồi. 300g đó các bạn. Ngon chưa, ngon chưa. Giờ túi đâu bắt đây trời. Để vỏ túi đằng kia. Rồi để còn xử lý nó luôn các bạn. Trời ơi nó mệt. Có 8 cái lờ với 3 cái cạm mà. Mà mũi nó cắn gì mà nó cắn. Cắn ngứa đít thiệt luôn á. Mũi không à. Đã xong các bạn, mới ra ngoài luôn. Mệt chứ. Tự trong lội ra. Rất là đuối luôn. Đây thành quả nè các bạn. Ờ con sóc đất nó bự nè các bạn. Lần đầu tiên Cường mới dính sóc đất các bạn. Nhưng mà lần đầu tiên nó dính con sóc đất bự luôn. Chứ thường là sóc đất có lạng, lạng rưỡi à. Sóc đất này già luôn đó các bạn. Đẹp ghê không. Nó một con cu đất nữa. Rồi bịp đất nữa. Trời ơi, toàn là dính hàng đất không nghe các bạn. Nó trời chứ không có dính cá dư trồng hương. Nhưng mà toàn là dính đồ đặc biệt không các bạn. Cu đất này cũng 70-80 ngàn một con á. 70-80k một con đó. Bìm bẹp này cũng 50k một con nè. Con sóc đất này tại vì nó cũng 100k một con rồi đó. Tuyệt vời chưa. Nó nè, một cái lờ nè các bạn. Đầu đếm thử rồi bao nhiêu cua ta. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 con cua. Ủa ta, có gì đó sai sai ta. Gì ta? Ủa? Mình đặt lờ cá mà ta. Chứ đâu có mua cái lờ cua đâu. Mà sao nó dính cua không vậy? Kỳ vậy trời. Thôi thôi kệ đi. Dạng sự khởi đầu nan. Gian nan đừng có nản. Mới giờ 7 mà thành quả như thế này là quá ok nha các bạn. Một cái lờ một con cua nè. Còn lại bao nhiêu lờ đó là bị cua kẹp hết luôn các bạn.
cho nên nó không có chạy cá. Để có gì tăng cường thêm mà chuyến sau có thành quả thêm. Là hôm nay là thành quả của ngày đầu tiên mình giờ 7 qua đây nè các bạn. Được bao nhiêu đây nè. Rồi thì mình cũng xin kết thúc video tại đây. Hẹn các bạn ở video tiếp theo. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video nha. Bye bye.